Thu Hiền TV. Đói quá, chẳng có gì để ăn cả. Đói lạ rồi đây mất. Thôi đi đi, ngồi đây, đi. Em đói quá. Hả? Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Chị không biết. Hả? Giờ có mình. Cô làm gì đâu? Các cậu ăn cái gì mà thơm ngon giòn rụm thế? Cho bọn tôi ăn với. Đâu? Đâu có gì đâu. Các cậu giấu cái gì đấy? Đúng là đồ ăn mảnh mà. Suýt nữa thì bị phát hiện. Bắt được rồi nhé. Cái gì đây? Cái gì mà khổng lồ thế này? Mau chạy đi. Ây chà 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 chà. Các cậu định chạy đi đâu? Ôi, là bánh gạo dinh dưỡng Quân khổng lồ đây mà. Đúng rồi, sữa Quân đã ngon, bánh gạo dinh dưỡng Quân chắc chắn cũng ngon. Chờ tớ thử với nha. Đi ra, còn lâu. Bánh này ngon lắm, tớ không cho đâu. Đi, tránh ra. Hết hòn hòn thế này mà mình lại bỏ qua được nhỉ? Xem này. Wow, phiên bản siêu bự luôn. Sữa Quân mới có thể bánh gạo dinh dưỡng Quân combo 3 vị này. Ước gì chị em mình cũng có bịch bánh gạo khổng lồ đấy nhỉ. Thế thì ăn cho đã đời luôn. Tiếng gì vậy nhỉ? Hả? Âm thanh phát ra từ bên này. Cái thằng này tranh thủ lúc mình đang ngủ ăn vụng đây mà. Xấu tính thật. Hả? Tiếng gì vậy nhỉ? Tiếng giòn rụm này chắc chắn là bánh gạo dinh dưỡng Quân rồi. Anh ấy đúng là mỏ khoét. Dạ có trộm. Bẻ cái mồm thôi. Không phải em ở dưới đấy à? Không. Xoay một vòng xem nào. Đường đấy. Nghiêm. Vào. Đi. Để xem trong này có gì không. Xin chào. Mẹ ơi, ma, có ma. Đuổi theo. Ăn trộm. Trộm. Yeah. Ăn trộm á? Yeah. Wow. Ôi da. Cái gì mà to chà bá thế này? Hiểu nghiệm ghê. Là hai cậu à? Báo cảnh sát. Nghiêm. Cảm ơn các cháu. Đi nhanh. Tuyệt. Yeah. Cảm ơn các cậu. Hay là các cậu về nhà mình chơi đi. Đồng ý. Thế thì đi thôi. Ok. Wow. Trông ngon quá. Wow. Bánh gạo dinh dưỡng Quân. Khoan. Vừa ăn vừa đoán vị, nó mới thú vị. Ok luôn. Wow. Bên trên được phủ một lớp đường ngọt nhẹ. Mùi gạo Nhật thơm lần này chắc chắn là bánh gạo dinh dưỡng Quân vị tự nhiên. Thơm thơm, giòn giòn, ăn thích thật luôn đấy. Thơm quá. Cái này thơm thoang thoảng vị gì ấy? À, vị tương Nhật. Wow, chuẩn không cần kính. Bánh gạo dinh dưỡng Quân sai đại, to bằng cả người tới luôn nè. Ui.
Có tận 3 vị, vị nào cũng ngon bá cháy, giòn rụm như snack, bao bì xinh xắn, in hình hút mắt nữa chứ. Mấy tín đồ ăn vặt bọn mình mê chữ E kéo dài. Chuyện gạo giống Nhật, sản xuất bằng công nghệ tiên tiến của Nhật mà lại. Wow, bánh gạo dinh dưỡng Cool đã ngon mà uống cùng sữa Cool, quá đỉnh luôn. Bánh với tiêu chí chuẩn 30, không chiên qua dầu, không cholesterol và không chất bảo quản. Lấy đi. Đặc biệt, bánh gạo dinh dưỡng Cool còn bổ sung thêm canxi, sẽ giúp cho xương chắc khỏe, gạo lớn nha chú em. Đáp ứng đủ 3 tiêu chí, ngon, bổ, khỏe, thoải mái muốn ban luôn. Các bạn hãy cùng thưởng thức bánh gạo dinh dưỡng Cool cùng tụi mình nha.